trưa ngày 28 tháng 5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn đã gây ngập nhiều nơi trên địa bàn huyện Bù Đăng. Đặc biệt có nơi nước dâng cao làm ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn huyện gây ách tắc giao thông. Theo đó, có 20 căn nhà nằm dọc suối Đắc Qua thuộc thị trấn Đức Phong bị ngập từ 0,5 đến 1 mét. Nhiều nơi tại xã Đoàn Kết cũng bị ngập sâu cục bộ. Đáng chú ý, khu vực ngập sâu, nặng tại khu dân cư Cầu Hòa Đồng, khu dân cư Tân Hưng, Đức Hòa, thị trấn Đức Phong. Đến trưa cùng ngày, tuy cơn mưa đã tạnh nhưng mực nước ở khu vực suối Đắc Qua, thị trấn Đức Phong vẫn còn rất cao và chảy xiết. Nhiều hộ dân ven hai bờ suối bị nước tràn vào sân. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng đã điều lực lượng huyện đội, công an, lực lượng tại chỗ của thị trấn Đức Phong đến hiện trường ngập lụt hỗ trợ người dân, điều tiết giao thông, sơ tán người dân đến nơi an toàn và thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.